Tại cửa lục bãi cháy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ khánh thành bia di tích chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc. Công trình được đầu tư với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng, quân chủng Hải quân đầu tư 500 triệu đồng và được khởi công vào ngày 29 tháng 7 năm 2014. Công trình không chỉ là biểu tượng của ý chí, quyết tâm của quân và dân ta, mà còn là tượng đài ghi công những hy sinh xương máu của các thế hệ anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.